Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2022, bên Khánh về rất là nhiều xe. Hiện tại đang có rất là nhiều mẫu xe cho quý anh chị lựa chọn. Và điển hình ngày hôm nay Khánh sẽ quay cho quý anh chị xem đánh giá một cái sản phẩm mới về, đó là một con Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V, phiên bản giữa nha quý anh chị, mang trên mình màu trắng ngọc trai và cũng khá là nhiều đồ chơi option đã được lắp trên xe. Con xe này nếu mà khi mà chúng ta lăn bánh thì giá tầm khoảng 920-930 triệu, thì chưa tính tiền phụ kiện thì chúng ta đã gắn lên, thì hiện tại con xe này hiện đang bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 872 triệu, và số km đi cực kỳ ít, cực kỳ lướt luôn, chỉ mới có 1493 cây thôi, và xe còn như mới, tất cả các chi tiết trên xe đồ như mới hết luôn, xe rất là lướt. Nếu quý anh chị nào chúng ta đang dự định tiết kiệm trong khoản tiền để tầm khoảng 40-50 triệu để chúng ta sở hữu một con xe mới, một con xe lướt như thế này, thì đây Khánh nghĩ đây là một cái sự lựa chọn cũng khá là thích hợp, bởi vì nó không có khác gì một con xe mới cả khi mà chúng ta đăng ký lăn bánh ra. Xe mang biển số tỉnh nha quý anh chị, và hầu như nước sơn trên xe không có buộc chỗ đầy xước nào luôn, riêng từ nhà máy. Đây một số chi tiết riêng từ nhà máy Khánh quay cho quý anh chị xem ha. Cản sau thì chúng ta có hai cái cảm, bốn cái cảm biến, nước sơn hoàn toàn riêng luôn, bình đèn, phiên bản giữa này là phiên bản máy xăng. Nó gồm có 3 phiên bản G, phiên bản V là phiên bản giữa này, và phiên bản cao, phiên bản hybrid. Dòng xe Cross là dòng xe đô thị mới được ra mắt vào cuối năm 2020 và có một thời gian rất là hút khách, có thể chúng ta phải chờ từ 3 tới 4 tháng mới có xe. Và hiện tại thời điểm bây giờ thì do là dòng xe nhập khẩu cũng đang bị hạn chế, cho nên chúng ta vẫn phải chờ có xe. Nếu quý anh chị nào đang dự định tìm cho mình một xe Cross màu trắng khoảng V như thế này, thì đây là một sự lựa chọn khá là thích hợp. Phía trước chúng ta có trang bị thêm hai cái cảm biến phía trước cho chúng ta. Phần mặt ga lăng rất là sáng và bóng nha quý anh chị. Có trang bị camera 360 cho chúng ta luôn rồi. Đó, Khánh bật mí biển số cho quý anh chị coi luôn. 60K06267, biển số tỉnh nha quý anh chị. Sự là một con xe rất là lướt, 1000 cây, hiếm có khi nào mà bên Khánh về những cái mẫu xe vậy đó. Vừa rồi thì cũng có về hai con Cross màu đỏ, một con đi 150 cây, một con đi 3000 cây, và cũng được bán liền trong ngày luôn rồi. Và hôm nay là lại về thêm một con màu trắng nữa. Tắp đi cửa, nội thất ở trong là nội thất đỏ nha quý anh chị, đỏ đô ha. Đó, vào trong quay cho mọi người xem luôn. Phần số km đi là 1479 cây. Đó, là mọi người coi cái vô lăng nè. Nói chung là còn tất cả còn mới, còn riêng từ hãng. Bước vô là nghe mùi thơm của xe mới luôn. Nó không có khác dùng chiếc xe mới hết á. Xe này hình như Khánh nhớ không lầm là đăng ký vào năm sản xuất cuối năm ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thì vậy chúng ta chỉ mới tính ra chỉ mới được có 3 tháng đó, DVD đầu riêng của Toyota quý anh chị ha. Cần số có được trang bị các tính năng an toàn trên xe của Toyota Safety Sense. Đó, không gian bên trong là trần màu đen và nội thất màu đỏ đô. Có cửa sổ trời cho chúng ta quý anh chị ha. Đây, cửa sổ trời thì chúng ta có thể linh hoạt mở đóng. Những dòng xe nhập khẩu Thái Lan như thế này thì nó giữ giá rất là tốt, và cái chất lượng lắp ráp từ cái dây chuyền lắp ráp của họ cũng được đánh giá khá là cao. Khánh quay cái khoang động cơ cho chúng ta xem một xíu. Vì xe này nó rất là mới, nó quá trời là mới luôn đi, thì Khánh cũng không xin phép lướt qua một cái số chi tiết như là sùng chỉ nè. Bởi vì những cái đó ngoại trừ bên Khánh cam kết cho quý anh chị là không nâm đụng, không ngập nước, thì bên Khánh còn có kiểm định 176 hạng mục trước khi mua vào, cho nên quý anh chị cứ yên tâm khi mua tại xe tại đây,
Đây là khối động cơ của Toyota Cross 1.8V phiên bản giữa quý anh chị ha. Dòng xe đô thị gầm cao giúp cho chúng ta đi trong các địa hình gồ ghề hoặc là chạy trong đường cũng rất là đầm. Này quý anh chị coi cái mâm tới 18 inch lận, xe 5 chỗ nhưng mà mâm tới 18 inch lận. Một mẫu xe rất là hot trên thị trường hiện tại cho chúng ta, ngoại trừ đối thủ cạnh các đối thủ cạnh tranh của nó hiện tại, thì hiện tại Toyota Cross đang dẫn đầu trong phân khúc và các xe được bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và Khánh xin phép được sơ lược lại, đây là Toyota Cross 1.8V phiên bản giữa của dòng Toyota Cross, và hiện nay được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 872 triệu cho mẫu xe 5 chỗ, xe sản xuất cuối năm 2021 và chỉ mới đi được 1.500 km. Nếu anh chị nào đang quan tâm với con xe này thì hãy liên hệ với Khánh ngay số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị. Và Khánh xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần tới.